Em chào các bác, em Lâm đây. Lại chuẩn bị Tết đến xuân về và những ngày cận Tết rồi. Thì cửa hàng nhà em vì vẫn cứ có đầy bếp ga nhé. Thì bếp nhà em nó rất là nhiều. Thì muốn một bố bếp thì em chỉ quay điểm sơ qua thôi. Chứ còn những chiếc bếp em đăng lên là bán. Thì cũng rất mong các bác ủng hộ nhà em nhé. Bác nào mà hỏi chiếc nào em bán rồi mà em còn chiếc như thế thì các bác cần thì có thể Zalo cho em, thì em sẽ gửi một chiếc như thế cho các bác và hình ảnh chi tiết cho các bác. Bác nào cần video thì em sẽ quay qua cho các bác nhé. Chứ còn thì đến ngày cận Tết này thì ai cũng công việc riêng, nhà em thì dồn tổng lực để làm bếp nên là cũng không có thời gian phục vụ các anh bác được tận tình được, thì cũng rất mong các bác thông cảm. Và các bác theo dõi kênh nhà em thì nhớ ủng hộ em bằng một like và một lượt đăng ký nhé. Thì trước tiên em giới thiệu qua cửa hàng nhà em trước để các bác được mới biết kênh, để theo dõi kênh nhà em. Kênh nhà em là kênh Thanh Lâm Gia Văn Số, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0377996066. Số dưới là 0975360453. Các bác mua hàng thì điện thoại em số trên. Các bác nào cần tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm thì có thể điện em số dưới. Thì không làm mất thời gian các bác nữa, thì em sẽ quay luôn vào bếp cho các bác. Thì trước mắt các bác đây là một con bếp Zinai mặt men. Thế nào là mặt men và thế nào là mặt sơn tĩnh điện hoặc là mặt sơn thì các bác xem nhiều video em nói rồi đấy. Mặt sơn hay mặt men thì các bác nhìn cái mặt này biết ngay. Các bác cầm một con dao lang các bác cạo không phải nó xước. Nếu như mà mặt sơn tĩnh điện hoặc là mặt sơn thường cạo phát là nó xước ngay. Có đây nó là mặt men thì các bác yên tâm là cái mặt men này em bảo hành cho các bác tầm 15, không bao giờ sợ han mục ngoạn mối gì đấy. Những con bếp này là những con bếp mặt men đời cao. Thì trước mắt đây là một con Zinai màu trắng, thì con này màu trắng tinh khiết luôn. Để em quay vào má của nó này, má của nó là ET33LGH4SI, con này sản xuất vào tháng 4 năm 2016, thành vách này cực đẹp luôn, thành vách này trắng trẻo đẹp trai luôn. Mặt tiền này, mặt tiền đây cực đẹp luôn. Bên đây vậy, cực đẹp luôn. Vì là màu trắng này cho nên là rất kén các bác dùng, cho nên là chiếc màu trắng này em cũng bán rất rẻ. Em cứ quay qua rồi em sẽ báo giá cho các bác. Đây, họng ga đây. Họng ga thì là họng ga zin, không sơn si gì nhá. Đấy, nguyên chất tôn xịn của nó, zin đi theo bếp luôn. Đây, con này thì lò nướng thì nó dùng rồi, thì nó dùng hơi kém, cho nên là em sẽ bán rẻ. Và em cũng quay qua lò nướng cho các bác đây. Đây, khay nướng thì cực kỳ đẹp, nhưng mà con lò này nó nướng cá cho nên là nó không giữ gìn được, nên chất lò là nó tương đối là không hoàn hảo. Nói chung là giá tiền thì em bán rất là rẻ luôn. Đấy, bác nào mà không kén cá chọn canh thì dùng như này. Đây, bếp thì là bếp đánh lửa bằng hai pin đại, tất cả ánh bằng ICS full 2 ti cảm biến, gồm có 2 ti chống cháy lồi, chống cạn nước. Đây gồm 2 ti đầy đủ hai bếp và ti chống trào, chống nước chào đây, chống gió ở đây. Đấy, bếp bên nào cũng có. Đấy, em vào bật bếp cho các bác luôn. Bếp thì là bếp một chạm luôn, chạm phát lên luôn. Bên nào vậy, chạm phát lên luôn. Đấy, nửa thì nửa xanh. Đấy, con này thì không phải chỉnh bếp cho nên là lửa nó rất là xanh. Đấy, rất là đẹp, lò nướng nướng đây. Đấy, các bác dùng lò nướng thì các bác dùng lò nướng thì hạn chế nướng để cho cái bếp nó bền, mà tốt nhất không nướng là tốt, bởi vì thật sự cái khay nó rất là bé, cũng chả lớn được cái gì cả, cho nên là khuyên các bác là hạn chế nướng để cho cái bếp nó bền. Còn mà các bác cứ đun nấu hai cái bếp trên này thì và các bác yên tâm đun 7-15 sau không sợ hỏng luôn. Đấy, con này cực đẹp luôn. Đấy, màu trắng. Đấy, bếp nó như thế nào thì em báo luôn với các bác luôn. Đấy, bếp thì hai họng ga cực đẹp, mặt tiền cực đẹp, thành vách cũng đẹp, mặt men cũng đẹp, và lò nướng thì đã nướng rồi. Và nó nướng ít thôi nhưng mà nó để dầu mỡ nó tràn ra lên nó bị ố tôn, nên em có tước qua sơn, cho nên là em bổ luôn các bác. Trước này thì em bán rất là rẻ, trước này em bán giá là 1.800.000 đồng. Đấy, cho các bác 1.800.000 đồng, vẫn bảo hành cho các bác 2 năm, tặng cho các bác một đôi pin và tặng lưới chống chuột cho các bác. Đấy, bác nào ưng trước này cứ alo cho em. Tất cả các bếp em đã test tính năng an toàn hết cho các bác rồi. Đấy, còn tiền phí ship các bác tự gửi. Bác nào ở gần thì hết 120, 130, bác nào hết ở xa thì hết 160, 180. Bởi vì dòng bếp này nó rất là nhẹ, cho nên là cước nó rất là rẻ luôn. Có bác nào gần còn vài chục nghìn luôn, vì cái cước này nó rất là nhẹ luôn. Đấy, bác nào lấy thì gọi em hai số này. Đấy, và em báo giá lại một lần nữa các bác nghe này. Vì này em giờ không có thời gian để test nước hay là thử chi tiết một cho bác đâu. Bởi vì những ngày cận Tết này em bán hàng, lượng hàng đi rất là lớn, cho nên là em chỉ quay qua cho các bác thôi. Thì các bác yên tâm là em đã bảo hành bác 2 năm rồi, thì các không phải suy nghĩ gì đâu. Bếp mới các bác cũng không ai bảo hành cho các bác như vậy đâu. Đấy, hai số đây nhá. Đấy, bác nào lấy thì điện cho em hai số. Điện thì điện số trên cho em là mua hàng, còn số dưới là số kỹ thuật. Đấy, còn bếp em báo giá lại các bác này, 1.800.000 đồng, bảo hành 2 năm, tặng một đôi pin, tặng lưới chống chuột cho các bác. Đấy, bác nào lấy alo cho em.
Chiếc bếp này em đang bán nỗ 300 ngàn nên không có giá thương lượng. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em là vào việc luôn. Đấy, xin phép chào các bác nhá.